Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Hôm nay thứ Sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2022. Và trong chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành phố trên cả nước, tổng kết 20 năm triển khai thực hiện chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78 của Chính phủ. Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 12 năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Nguyễn Quỳnh Thiện đến thăm động viên chúc Tết một số doanh nghiệp trên địa bàn các huyện Châu Thành, Tiểu Cần và Trà Cúng. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, ngày 29 tháng 12, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành phố trên cả nước, tổng kết 20 năm triển khai thực hiện chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78 của Chính phủ. Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Tại điểm cầu Trà Vinh có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn cùng lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội. Trong 20 năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tập trung huy động được nguồn lực lớn để cho vay, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao. Qua đó đã tạo điều kiện hỗ trợ cho trên 42,8 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn với doanh số cho vay gần 830.087 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 99.810 tỷ đồng, chiếm 35%, tạo điều kiện cho gần 6,3 triệu hộ gia đình vượt qua ngưỡng nghèo, giải quyết việc làm cho hơn 5,9 triệu lao động, hỗ trợ hơn 3,8 triệu học sinh sinh viên được vay vốn đi học, xây dựng hơn 16,8 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng gần 729.000 căn nhà cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, hỗ trợ vốn mua thuê hơn 29,7 nghìn căn nhà ở xã hội, hỗ trợ tạo điều kiện cho gần 2.000 doanh nghiệp người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, vay vốn để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất cho hơn 1,2 triệu lượt người lao động. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước giai đoạn 2016-2021 từ trên 9%, giảm xuống còn trên 2%. Tham gia phát biểu tại hội nghị trực tuyến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cho biết, trong những năm qua, tỉnh Trà Vinh luôn quan tâm ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, đến nay đạt 332 tỷ đồng, để tăng cường nguồn lực phát huy hiệu quả tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Trà Vinh đang triển khai thực hiện 18 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ đến ngày 30 tháng 11 năm 2022 đạt gần 3.600 tỷ đồng. Qua đó đã hỗ trợ tạo việc làm cho trên 103.000 lao động, giúp trên 36.000 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, hỗ trợ xây mới và cải tạo gần 115.000 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn, xây dựng sửa chữa được 37.387 căn nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, từ đó góp phần kéo giảm được trên 142.000 hộ nghèo. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cũng đã đề xuất kiến nghị với Chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương xem xét hàng năm bổ sung nguồn vốn chương trình cho vay, tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, nâng mức cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn từ 10 triệu đồng một công trình lên 20 triệu đồng một công trình, nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của các hộ nghèo và các đối tượng chính sách và phù hợp với chi phí xây dựng thực tế ở địa phương. Qua đó góp phần cho tỉnh thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Chiều hôm qua ngày 29 tháng 12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác nội vụ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự hội nghị. Ông Bùi Thành Thương, Giám đốc Sở Nội vụ dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh. Năm 2022, Bộ Nội vụ luôn bám sát mục tiêu đường lối của Đảng, quan điểm chỉ đạo điều hành của Chính phủ với phương châm hành động là đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới hiệu quả, đã cùng cả hệ thống chính trị xây dựng và hoàn thiện thể chế, đề xuất sửa đổi bổ sung nhiều chính sách quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức, thực thi chính sách và tập trung mạnh mẽ nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế. Trong năm 2022, ở các cấp bộ ngành đã giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương. Ở địa phương tiếp tục giảm 711 tổ chức phòng thuộc cơ quan chuyên môn, ủy ban dân cấp tỉnh và cấp huyện. Ở 63 tỉnh thành phố đã giảm được 2.159 tổ chức phòng và tương đương theo nghị định số 107-108 của Chính phủ. Giảm ít nhất 10% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của mình, tự chủ về tài chính.
thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức. Đến nay trên cả nước tổng số đối tượng được giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo nghị định số 108 ở các bộ ngành địa phương trên 79.000 người, chiếm tỷ lệ 29% so với số biên chế công chức viên chức giai đoạn 2016-2021. Đồng thời bổ sung gần 66.000 biên chế viên chức giáo dục cho cả giai đoạn 2022-2026. Ở lĩnh vực cải cách hành chính, tính đến ngày 30 tháng 11, các bộ ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 650 quy định kinh doanh tại 73 văn bản quy phạm pháp luật. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện mức độ 4 đạt 98%, chiếm 55,7% tổng số thủ tục hành chính. 100% bộ ngành địa phương đã kiện toàn hệ thống một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính. Việc triển khai kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan đảng nhà nước tại cấp tỉnh và cấp huyện đạt 100%, cấp xã đạt 97%. 19 trên 22 bộ cơ quan ngang bộ, 62 trên 63 tỉnh thành phố hoàn thành việc xây dựng cập nhật kiến trúc chính phủ điện tử phù hợp với khung kiến trúc chính phủ điện tử 2.0. 53 trên 63 địa phương thực hiện hợp nhất cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị ngành nội vụ trong thời gian tới cần tiếp tục đổi mới sắp xếp bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực hiệu quả theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Tinh giản bộ máy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tập trung cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, vận động chức sắc đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội và tăng cường vận động công tác thanh tra công vụ công chức, góp phần nâng cao kỷ cương đạo đức công vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm tận dụng tối đa tài nguyên số phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành. Sáng nay ngày 30 tháng 12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 12 năm 2022. Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến 105 điểm cầu cấp huyện và xã phường thị trấn với hơn 1.500 đại biểu tham dự. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh đã thông tin đến các đại biểu về diễn biến của dịch bệnh COVID-19 và công tác kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Theo nhận định của Sở Y tế, dù hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên toàn tỉnh Trà Vinh ở mức độ 1 và cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước vẫn còn diễn biến phức tạp, khó dự đoán và có khả năng xuất hiện thêm nhiều biến thể mới nguy hiểm. Do đó, để đảm bảo sức khỏe cho người dân, thì đòi hỏi công tác phòng chống dịch COVID-19 phải luôn được cả hệ thống chính trị quan tâm, thực hiện thường xuyên, liên tục, quyết liệt, không lơ là chủ quan và tạo được sự đồng thuận, phối hợp thực hiện trong nhân dân. Trong khi đó, để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão sắp tới, toàn tỉnh sẽ thành lập 118 đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã và tiến hành kiểm tra chủ động trước, trong, sau Tết. Ngoài nội dung này, các đại biểu cũng đã được đại diện Công an tỉnh thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh năm 2022, dự báo tình hình năm 2023, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, và đại diện Cục Thuế tỉnh trình bày nội dung về việc hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp trong việc ứng dụng thuế điện tử. Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy cùng đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền ba nội dung được thông tin tại hội nghị, đồng thời tuyên truyền những thành tựu của đất nước, của tỉnh năm 2022, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2023, và cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bằng hình thức phù hợp, hiệu quả để nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng chí Trần Quốc Tuấn cũng đề nghị cần tập trung tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền chỉ thị số 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác của nhân dân trong thực hiện các quy định về an toàn giao thông, sử dụng pháo và vật liệu nổ, phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, đồng chí Trần Quốc Tuấn còn lưu ý cần quan tâm tuyên truyền quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thông tin đối ngoại, các vấn đề liên quan tới biển đảo và tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện quan trọng như kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, kỷ niệm 60 năm chiến thắng ấp Bắc và ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch.
Chiều hôm qua ngày 29 tháng 12, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh đến thăm động viên chúc Tết một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành, Tiểu Cần và Trà Cúng. Theo đó, ông Nguyễn Quỳnh Thiện đã đến thăm và chúc Tết công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Bảo Tiên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Best May Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Dệt da Mỹ Phong, phân xưởng Hiếu Tử huyện Thiếu Cần và phân xưởng Thanh Sơn huyện Trà Cú. Đây là các doanh nghiệp hoạt động sản xuất lĩnh vực dệt da, phụ tùng và bộ phận phụ trợ, linh kiện điện tử, thiết bị khung sắt. Đại diện các doanh nghiệp cho biết, sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, tình hình sản xuất kinh doanh, lợi nhuận các mặt hàng xuất khẩu của các công ty cơ bản đạt theo kế hoạch đề ra, qua đó tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng chục ngàn lao động trong tỉnh. Ngoài ra, các chế độ chính sách của công nhân người lao động được công ty đặc biệt quan tâm. Theo kế hoạch, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 này, các công ty sẽ thưởng cho công nhân ít nhất 1 tháng lương và phụ cấp thâm niên của từng người kèm với quà Tết, gồm nhu yếu phẩm, các mặt hàng thiết yếu. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất Bảo Tiên thưởng Tết từ 3,5 đến 4,5 triệu đồng một người kèm nhu yếu phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn giày da Mỹ Phong thưởng Tết từ 2,7 đến 5,1 triệu đồng một người kèm quà và phụ cấp thâm niên. Trao đổi với đại diện các công ty, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện bày tỏ sự quan tâm, ủng hộ và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình hoạt động và phát triển. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện mong rằng các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực vượt khó, có nhiều chính sách để cải thiện chất lượng môi trường lao động, nâng cao thu nhập cho người lao động. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện còn tặng quà và chúc các doanh nghiệp cùng tập thể người lao động đón năm mới Quý Mão 2023 vui tươi, hạnh phúc. Chiều qua ngày 29 tháng 12 tại huyện Càng Long, Ban tổ chức tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức buổi lễ trao quyết định của Ban thường vụ tỉnh ủy Trà Vinh về việc điều động cán bộ tại Đảng bộ huyện Càng Long. Đến dự và trao quyết định có đồng chí Phạm Văn Cường, Phó trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy, đồng chí Quỳnh Thị Hằng Nga, Bí thư huyện ủy Càng Long. Theo quyết định số 2299 của Ban thường vụ tỉnh ủy Trà Vinh ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2022 về việc điều động đồng chí Lê Thị Cảnh, ủy viên thường vụ, Bí thư Đảng ủy thị trấn Càng Long đến nhận nhiệm vụ công tác tại Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh để Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh bầu giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh. Tại buổi trao quyết định, đồng chí Phạm Văn Cường, Phó trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy Trà Vinh và bà Quỳnh Thị Hằng Nga, Bí thư huyện ủy đánh giá cao kết quả công tác của đồng chí Lê Thị Cảnh trong thời gian qua, có uy tín với lãnh đạo và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Việc điều động ở cương vị mới sẽ là điều kiện thuận lợi cho đồng chí Lê Thị Cảnh phát huy năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian tới. Phát biểu khi nhận quyết định, đồng chí Lê Thị Cảnh chân thành cảm ơn sự quan tâm của tỉnh ủy, của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời hứa sẽ nỗ lực phấn đấu đoàn kết nội bộ để hoàn thành nhiệm vụ được phân công, nhằm đáp lại sự tin tưởng, điều động, kỳ vọng của Ban thường vụ tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh. Chiều hôm qua ngày 29 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản về tình hình giải ngân vốn đầu tư công các dự án năm 2022 và tiến độ triển khai các dự án khởi công mới năm 2023. Báo cáo tại cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 là trên 4.000 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 27 tháng 12 năm 2022 là trên 3.000 tỷ đồng, đạt trên 76% kế hoạch. Ước đến ngày 31 tháng 12, giải ngân đạt trên 88% và ước đến ngày 31 tháng 1, giải ngân đạt trên 94% kế hoạch. Theo thống kê, toàn tỉnh có 8 đơn vị giải ngân trên 90% kế hoạch, 12 đơn vị giải ngân trên mức bình quân chung và dưới 90% kế hoạch. Hiện còn 9 đơn vị giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh. Tại cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các đơn vị đang có mức giải ngân vốn đầu tư công thấp cần tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc còn tồn động để đẩy nhanh tiến độ giải ngân hơn nữa. Đối với các dự án khởi công năm 2023, Sở cũng kiến nghị các chủ đầu tư phải chuẩn bị sẵn sàng các thủ tục cần thiết để có khối lượng thanh toán và giải ngân trong năm theo đúng tiến độ đề ra. Chiều qua ngày 29 tháng 12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội phong trào chữ thập đỏ năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác hội năm 2023. Năm 2022, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động nguồn lực tổng trị giá trên 108 tỷ đồng. Qua đó đã trợ giúp cho gần 922.000 lượt đối tượng bảo trợ xã hội. Tiêu biểu trong số đó là phong trào Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, cuộc vận động mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Đã trợ giúp gần 1.700 lượt người, trị giá trên 4,2 tỷ đồng. Phong trào tháng nhân đạo đã vận động được nguồn lực 5,9 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 13.000 địa chỉ nhân đạo và xây dựng 42 công trình nhân đạo, gồm nhà, cầu giao thông nông thôn, hỗ trợ cho người dân ở các khu vực vùng sâu vùng xa.
Song song đó, các cấp hội vận động nhà hảo tâm và phối hợp với các ngành đoàn thể xây dựng sửa chữa 83 cây cầu giao thông và sửa chữa làm mới đường trên 80 km đường giao thông nông thôn, xây mới 250 căn nhà tình thương, hỗ trợ các gia đình khó khăn. Tính chung tổng trị giá các công trình phần việc đã thực hiện gần 59 tỷ đồng. Ngoài ra, Ban chỉ đạo cuộc vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ tổ chức tiếp nhận được trên 6.000 đơn vị máu. Trị giá hoạt động chăm sóc sức khỏe và tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện đạt gần 12 tỷ đồng. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Hội chữ thập đỏ tỉnh xác định tiếp tục triển khai quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước về hoạt động chữ thập đỏ trong hệ thống hội, củng cố phát triển hội viên tình nguyện viên, chú trọng chất lượng và hiệu quả. Song song đó, quan tâm triển khai phát động các phong trào vì người nghèo như tháng nhân đạo, phong trào Tết nhân ái, phong trào người tốt việc thiện, chúng ta xây dựng cộng đồng nhân ái. Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Duy trì và phát triển nhân rộng mô hình cây nhân đạo, chợ nhân đạo, phát triển dự án ngân hàng bò và một số mô hình nhân đạo khác. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp giữa Hội chữ thập đỏ với các ngành các cấp có liên quan trong hoạt động nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Sáng nay ngày 30 tháng 12, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh tổ chức hội nghị viên chức người lao động tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, với mục tiêu thông tin hấp dẫn, truyền thông hiệu quả, toàn thể viên chức người lao động của Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh đã tích cực bám sát định hướng tuyên truyền của Trung ương và địa phương, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo điều hành của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Trên hai làn sóng phát thanh và truyền hình bằng hai thứ tiếng Việt và Khmer, phản ánh kịp thời, sinh động, toàn diện, chính xác các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, các ngày lễ và sự kiện lớn của tỉnh và đất nước. Đặc biệt, Đài đã thực hiện tốt công tác phối hợp dạy học trên truyền hình, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong năm, tổng thời lượng phát sóng đối với chương trình phát thanh trên 3.700 giờ, trong đó có 1.095 chương trình thời sự, 720 chương mục, 3.300 lượt chương trình văn nghệ và thể thao, 730 chương trình tiếng Khmer. Ngoài ra, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh cũng đẩy mạnh hoạt động truyền thông theo hướng đa phương tiện trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, website. Đặc biệt, hiện trang YouTube của Đài đang hoạt động ổn định và có gần 76.800 lượt đăng ký. Nhân dịp này, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh đã bầu 5 đồng chí vào Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2023-2024 và đề ra các mục tiêu thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2023. Cụ thể, tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, chương trình thời sự, chuyên đề, chuyên mục, đảm bảo tính nhanh nhạy, kịp thời, hấp dẫn và có tính giáo dục, cũng như sát đúng với chủ trương và định hướng của Đảng và Nhà nước trên cả hai sóng phát thanh và truyền hình. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội nhằm đáp ứng thị hiếu và nhu cầu đa dạng của khán thính giả trong tiếp nhận thông tin. Qua đó góp phần định hướng dư luận, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh và trở thành tiếng nói thiết thực của quần chúng nhân dân. Tỉnh đoàn Trà Vinh vừa tổ chức bế mạc và trao thưởng hội thi Olympic tiếng Anh khối cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang năm 2022. Hội thi thu hút sự tham gia của 200 thí sinh là cán bộ đoàn viên thanh niên khối công chức viên chức lực lượng vũ trang các huyện thị thành đoàn và đoàn trực thuộc. Trải qua 3 vòng thi, vòng 1 thi trắc nghiệm kiến thức chung bằng hình thức online, vòng 2 thi viết bài luận và vòng chung kết thi thuyết trình trực tiếp. Nội dung thi xoay quanh những kiến thức cơ bản về lịch sử, chính trị, kinh tế xã hội, văn hóa Việt Nam, kiến thức về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, về nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ 11 và một số câu hỏi khác về ngữ pháp từ vựng, các câu giao tiếp tiếng Anh, các nhân vật lịch sử, địa danh, di tích trong nước và tỉnh Trà Vinh. Hội thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ đoàn, góp phần đẩy mạnh phong trào xung kích phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế, nâng cao ý thức tự học ngoại ngữ cán bộ đoàn, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ đoàn giao lưu học hỏi kinh nghiệm, khẳng định bản lĩnh và góp phần nâng cao chất lượng cán bộ đoàn trong thời kỳ mới. Kết quả, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba, hai giải khuyến khích cho các thí sinh có thành tích cao. Giải nhất thuộc về thí sinh Mai Thị Hà, khối ngành cơ quan đoàn thị xã Duyên Hải. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao cho thí sinh Mai Thị Hà giải thí sinh có phần thuyết trình ấn tượng nhất. Tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh cho biết, hiện nay Trà Vinh có trên 4.200 lao động bị mất việc làm hoặc bị cắt giảm việc làm,
hoặc cho nghỉ luân phiên trong thời điểm cuối năm. Trong tổng số lao động bị ảnh hưởng đến việc làm kể trên, có gần 1.050 lao động bị tạm hoãn hợp đồng, nghỉ không lương, có gần 370 lao động bị cắt giảm thời gian làm việc và có trên 2.800 lao động được cho nghỉ luân phiên nhưng vẫn còn hưởng lương. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, nguyên nhân dẫn đến tình trạng lao động bị mất hoặc cắt giảm việc làm là do trong thời điểm cuối năm, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh bị giảm đơn đặt hàng, hiệu quả sản xuất không cao. Tại Trà Vinh, hiện có 10 doanh nghiệp bị ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, buộc phải tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc cắt giảm lao động và cho người lao động nghỉ luân phiên. Trước tình hình đó, Ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội kết hợp cùng các ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh nhanh chóng điều tra rà soát số lao động mất việc làm vào thời điểm cuối năm có hoàn cảnh khó khăn để có biện pháp hỗ trợ giúp người lao động ổn định cuộc sống. Vừa qua thì Ủy ban dân tỉnh cũng có một cái công văn để chỉ đạo cho Sở Lao động phối hợp với Liên đoàn Lao động, Ban lý khu kinh tế cũng như các địa phương phải tăng cường coi như là rà soát, lập danh sách những cái công nhân mà mất việc ở địa phương cũng như là ở ngoài tỉnh về để coi như là có những cái giải pháp để giúp cho những công dân này thì trong cái thời gian mà bị nghỉ việc mà rất là khó khăn để coi như là đề xuất với tỉnh ủy và ủy ban tỉnh có cái những cái hỗ trợ coi như là thích hợp. Thì hiện nay thì các địa phương cũng đang coi như là tiến hành rà soát để làm sao mà đảm bảo cho những cái công nhân mà mất việc thật sự khó khăn có một cái cuộc sống tốt hơn, đảm bảo cái vui sưng đón Tết. Thì trong cận kề Tết thì chúng tôi cũng có kế hoạch là sẽ thăm Tết sớm hơn hàng năm. Trước tiên là phối hợp với Sở Lao động tranh thủ giải quyết cái vấn đề mà bảo hiểm thất nghiệp trước. Sau đó thì sẽ cung tìm thêm cái thị trường việc làm để giới thiệu việc làm cho họ trong thời gian mất việc này và thực hiện việc mà chăm lo thăm tặng quà Tết để cho công nhân có cái một phần kinh phí vui xuân đón Tết. Theo Sở Động Thương binh và Xã hội tỉnh, bước vào đầu năm 2023, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh sẽ có nhiều đơn đặt hàng mới và sẽ khôi phục lại sản xuất. Khi đó, số lao động mất việc hoặc bị cắt giảm việc làm sẽ có việc làm ổn định trở lại. Sau 6 tháng thực hiện Nghị định 28 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, trong đó giai đoạn 1 được thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025. Đến nay, tỉnh Trà Vinh đã có 450 hộ nghèo, hộ cận nghèo trong vùng đồng bào dân tộc Khmer được vay vốn chính sách tín dụng để chuyển đổi nghề, phát triển sản xuất, bước đầu mang lại hiệu quả. Đây là hộ ông Nguyễn Văn Ngoan ở xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú vừa vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn chính sách tín dụng theo Nghị định 28 của Chính phủ để chuyển đổi sản xuất. Với nguồn vốn này, ông Ngoan đã đầu tư phát triển đa dạng các mô hình chăn nuôi, nhờ đó mà cuộc sống của gia đình ông trong thời gian qua được ổn định hơn. Dây cho chăn nuôi bò sản xuất á, còn có nguồn vốn nặng mà kinh tế cũng thấy ổn. Bên cạnh đó là gia đình ông Nguyễn Ngân Giang cũng được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn chính sách tín dụng để chuyển đổi nghề theo Nghị định 28 của Chính phủ. Với nguồn vốn này, ông Giang được sửa chữa chuồng trại để tập trung đầu tư nuôi bò. Theo ông Giang, chuyển đổi nghề sang nuôi bò là mô hình sản xuất phù hợp và hiệu quả nhất hiện nay đối với người dân nông thôn. Được ngân hàng cho vay chính sách hỗ trợ hai mấy triệu nè. Ông tính làm chuồng bò với bắt hai con bò nuôi, gà giống như sau này. Khi có giống nuôi bò này em phải phát triển ra, cố gắng tận dụng cơ hội để chăm sóc hai con bò. Đặng mai chiều là có ấy hơn người ta. Được biết tính đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân trên 21 tỷ đồng cho 450 hộ nghèo, hộ cận nghèo trong vùng đồng bào dân tộc được vay vốn từ nguồn chính sách tín dụng để chuyển đổi nghề theo Nghị định 28 của Chính phủ. Và đến nay, đa số các hộ vay đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cho hộ gia đình. Theo kế hoạch để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định 28 của Chính phủ, trong năm 2023, các ngành chức năng trong tỉnh sẽ rà soát lập danh sách để giải ngân vốn chính sách tín dụng, đảm bảo 100% đối tượng đủ điều kiện được hưởng lợi từ Nghị định này của Chính phủ. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và ngay sau đây sẽ là kết quả quan trắc môi trường nước và bản tin dự báo khí tượng thủy văn đêm nay và ngày mai.
Kết quả quan trắc môi trường nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, sông Hiệp Mỹ cầu ngang gần cầu Hiệp Mỹ, độ mặn 5 phần ngàn, độ pH 7,5, độ kiềm 125 mg trên lít, nhiệt độ nước 26 độ C. Cống Thâu Râu Mỹ Long Nam cầu ngang, độ mặn 11 phần ngàn, độ pH 7, độ kiềm 72 mg trên lít, nhiệt độ nước 27 độ C. Cầu sông Giăng Hiệp Thạnh thị xã Duyên Hải, độ mặn 11 phần ngàn, độ pH 8, độ kiềm 72 mg trên lít, nhiệt độ nước 28 độ C. Sông Long Toàn thị xã Duyên Hải, cầu Long Toàn, độ mặn 17 phần ngàn, độ pH 7,5, độ kiềm 107 mg trên lít, nhiệt độ nước 30 độ C. Cầu kênh đào Long Vĩnh Duyên Hải, độ mặn 5 phần ngàn, độ pH 7, độ kiềm 90 mg trên lít, nhiệt độ nước 28 độ C. Cống La Bàn Đôn Châu Duyên Hải, độ mặn 13 phần ngàn, độ pH 7,5, độ kiềm 72 mg trên lít, nhiệt độ nước 28 độ C. Bến Đò Phước Thiện Đông Hải Duyên Hải, độ mặn 17 phần ngàn, độ pH 7,5, độ kiềm 107 mg trên lít, nhiệt độ nước 30 độ C. Hợp tác xã Nghiêu Thành Đạt, Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, độ mặn 12 phần ngàn, độ pH 8, độ kiềm 90 mg trên lít, nhiệt độ nước 27 độ C. Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Trà Vinh, dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, ngày 31 tháng 12 năm 2022, nhiều mây, có mưa rào nhẹ vài nơi, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ. Mực nước trên các sông chính trong tỉnh, trên sông Cổ Chiên tại Dàm Trà Vinh 151cm, thấp hơn ngày hôm nay 5cm. Trên sông Hậu tại thị trấn Cầu Quan 142cm, thấp hơn ngày hôm nay 5cm. Độ mặn cao nhất trên sông Long Toàn tại Long Toàn 10 phần ngàn, lớn hơn ngày hôm nay 1.2 phần ngàn. Độ mặn cao nhất trên sông Hậu tại Trà Kha 5 phần ngàn, lớn hơn ngày hôm nay 1.3 phần ngàn, tại Cầu Quan 1 phần ngàn. Độ mặn cao nhất trên sông Cổ Chiên tại Hương Mỹ 6 phần ngàn, lớn hơn ngày hôm nay 0.8 phần ngàn, Trà Vinh 1 phần ngàn. Thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, ngoài khơi cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Vùng biển Cà Mau, Kiên Giang và Phú Quốc, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đổi hướng cấp 3, cấp 4, biển bình thường.